Cây mật gấu. Cây mật gấu với tên gọi khác là cây hoàng liên oro hay cây mã rồ. Đây là loại cây mang nhiều tác dụng chữa bệnh rất hiệu quả. Loài này mọc hoang nhiều ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, có khí hậu mát mẻ như Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn. Ở miền Nam hay miền Trung, do khí hậu không thích hợp nên cây mật gấu vẫn có thể sống nhưng sẽ phát triển chậm và kém hơn. Một cây mật gấu thông thường cao khoảng 4-6 mét, lá mật gấu dạng kép, hình giống lông chim sẻ, mọc so le nhau và dài tầm 20-40 cm, đầu lá nhọn, mép lá cũng có nhiều răng nhọn. Ngọn thân mật gấu nhiều cụm hoa, hoa màu vàng nhạt, quả mật gấu hình trái xoan, nhiều thịt, đường kính tầm 1 cm, núm nhọn ở quả khi chín ngả dần sang xanh nâu rồi nâu. Mùa hoa kéo dài từ tháng 2 đến tháng 4, đâm trái vào 2 tháng 5 và tháng 6 tiếp theo. Từ lâu, nền y học cổ truyền ở các nước châu Á như Ấn Độ, Trung Quốc, Nepal đã dùng cây mật gấu để làm thuốc. Về sau, theo báo cáo phân tích chuyên sâu, các nhà khoa học phát hiện thành phần cây mật gấu chứa nhiều alkaloid thuộc nhóm benzin, isoquinoline, bêbanamin, acicanthan và palmitin. Cũng chính nhờ các chất này mà lá mật gấu khi sắc uống hay hỗ trợ cho một số loại thuốc khác có tác dụng hiệu quả với các loại bệnh khác nhau như xương khớp, tiểu đường, kiết lỵ, viêm ruột, tiêu chảy, viêm gan và vàng da. Ngoài ra, khi dùng nhiều bia rượu hoặc thuốc kháng sinh, sử dụng lá mật gấu còn giúp cơ thể được thanh nhiệt, giải độc gan, điều hòa huyết áp. Hướng dẫn sử dụng cây mật gấu đúng cách. Có rất nhiều cách để sử dụng cây mật gấu hiệu quả. Trong đó có hai cách được sử dụng phổ biến, đó là sắc lấy nước uống hàng ngày và dùng ngâm rượu để uống. Lấy 30g vỏ cây mật gấu sắc và lấy nước uống hàng ngày sẽ giúp điều trị sỏi mật rất tốt. Bên cạnh đó còn giúp điều trị viêm túi mật và đau ở vùng gan. Dùng thân cây cắt thành các lát nhỏ, sau đó cho vào nồi và đổ nước vào đun sôi khoảng 15 phút. Sử dụng thuốc này để uống hàng ngày có tác dụng giúp làm mát gan, giải rượu và giúp loại bỏ các chất độc trong cơ thể. Có thể sử dụng 10-20g rễ hoặc thân cây sắc uống, có thể giúp chữa các triệu chứng do ăn không tiêu, tiêu chảy, táo bón, kiết lỵ, giúp trị đau ngực, chóng mặt, ù tai, viêm gan, vàng da. Ngoài ra, có thể sử dụng 8-12g lá hoặc quả của cây mật gấu sắc uống. Ngâm rượu. Sử dụng cây mật gấu, ngâm rượu có tác dụng điều trị các bệnh như rối loạn tiêu hóa, các bệnh liên quan đến đường ruột, tê thấp. Cách ngâm rượu với cây mật gấu được thực hiện như sau. Bước 1. Bạn lấy rễ của cây đem rửa sạch, sau đó chẻ thành miếng nhỏ và đem đi phơi khô. Bước 2. Bạn cho rễ cây vào trong bình ngâm với tỷ lệ là 2 lít rượu trắng, đem ngâm với 0,2 kg rễ cây mật gấu. Bạn ngâm trong khoảng thời gian từ 15 ngày đến 1 tháng là có thể sử dụng được. Rượu sau khi ngâm có màu vàng, màu sắc đậm hay nhạt tùy thuộc vào tỷ lệ giữa trọng lượng rễ cây và rượu trắng dùng để ngâm. Khi uống sẽ có vị đắng, nếu như rượu quá đậm có thể cho thêm rượu khi uống. Lưu ý, mặc dù rượu ngâm cây mật gấu rất tốt cho hệ xương khớp và hỗ trợ cho hệ tiêu hóa, nhưng không nên sử dụng quá nhiều vì như thế sẽ làm cho ruột bị cồn cào.